Đặc phái viên của Tập Cận Bình thay đổi chính sách chiến lăng trong chuyến thăm châu Âu là có mục đích gì? Kính thưa quý vị, thời gian gần đây, ông Tập Cận Bình đã cử đặc phái viên đi thăm châu Âu. Điều kỳ lạ trong chuyến thăm này là đặc phái viên của ông Tập đã thay đổi phong cách ngoại giao chiến lăng và có động thái đi nhận lỗi khắp nơi. Đây rõ ràng là một dấu hiệu bất thường. Chính sách ngoại giao chiến lăng vẫn luôn được Trung Quốc áp dụng kể từ sau khi ông Tập triển khai. Vậy, Tại sao thái độ lần này của Trung Quốc đối với châu Âu lại có sự thay đổi lớn như vậy? Phải chăng liên quan đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc sắp tới? Hôm nay, DKN TV gửi đến quý vị một số phân tích về vấn đề này. Mời anh kính mời quý vị cùng theo dõi. Bắc Kinh thay đổi thái độ với châu Âu nhằm kiểm soát thiệt hại Ông Tập Cận Bình, đích thân triển khai, đích thân lãnh đạo, ngoại giao chiến lang và trào lưu xã hội chiến lang của Trung Quốc, khiến cộng đồng quốc tế lo lắng phong trào nghĩa hòa đoàn cuối đời nhà Thanh sắp tái hiện. Vì vậy, các nước lần lượt liên minh với nhau để tự vệ, tổ chức các liên minh quân sự, đối tác chiến lược, vân vân, cùng nhau chĩa mũi giáo về phía Trung Quốc, cộng thêm những tham vọng về địa chính trị, khiến Trung Quốc ngày càng trở nên cô lập trên trường quốc tế. Bên cạnh đó, trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng rất nhiều mũi giáo đang chĩa về phía ông Tập. Còn vài tháng nữa là Trung Quốc sẽ bước vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20. Có lẽ, nhiệm vụ hàng đầu của ông Tập hiện nay là làm thế nào để bảo đảm có thể tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba. Friedrich Kempi, Chủ tịch Hội đồng Đại Tây Dương Atlantic Council của Mỹ, đã viết bài trên CNBC nói rằng, Ông Tập Cận Bình vì muốn tránh những rủi ro chính trị trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 nên đã bắt đầu tìm kiếm sách lược bảo toàn và cố gắng kiểm soát tổn thất của mọi rủi ro. Một trong những sách lược đó là cử đặc phái viên đi thăm châu Âu, thể hiện thái độ hòa nhã để khôi phục quan hệ Trung Quốc châu Âu. Khai viết rằng, rất ít nhà quan sát Trung Quốc cho rằng sự kiểm soát quyền lực của ông Tập đang đối mặt với thách thức nghiêm trọng nào đó. Nhưng vì thời gian qua, ông đã phạm phải quá nhiều sai lầm, rất khó loại trừ hoàn toàn khả năng này. Kempi nói rằng, vì vậy, trước khi diễn ra đại hội đảng 20, để bảo đảm có thể tái đắc cử lần nữa, ông Tập liên tục đưa ra các động thái mới. Động thái gần đây nhất của ông Tập chính là cử đặc phái viên Ngô Hồng Ba đi châu Âu để tiến hành chuyến thăm kéo dài 3 tuần. Điều này được coi là một phần trong hành động kiểm soát thiệt hại rủi ro cao của Bắc Kinh trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 20. Ngô Hồng Ba là đại diện đặc biệt của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề châu Âu và là cựu phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Trong chuyến đi lần này, ông đã đến thăm Bỉ, Sip, Cộng hòa Séc, Pháp, Hungary, Đức và Italia. Tại mỗi một trạm dừng chân, ông đều gửi một thông điệp giống nhau. Nhận sai, Campy viết rằng, Ngô Hồng Ba nói rằng, Bắc Kinh đã phạm sai lầm trong rất nhiều vấn đề, từ cách xử lý tình hình dịch Covid đến ngoại giao chiến lăng, cho đến việc quản lý kinh tế yếu kém. Mặc dù Ngô Hồng Ba không trực tiếp đề cập đến cuộc chiến Ukraine, nhưng ông cũng đưa ra thông điệp nhằm bảo đảm với người châu Âu rằng, so với Mỹ, thì Trung Quốc mới là đối tác hợp tác thuộc lựa chọn hàng đầu của châu Âu. Kempi cho rằng, cách làm và thái độ của Ngô Hồng Ba lần này rất khác thường, một lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu yêu cầu giấu tên vì lợi ích kinh doanh của ông ở Trung Quốc. Ông nói rằng, phía Trung Quốc muốn thay đổi quan điểm chính của câu chuyện nhằm kiểm soát thiệt hại. Họ biết rõ là mình đã đi quá xa rồi. Trung Quốc thâm hụt ngân sách nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, việc Bắc Kinh đánh mất châu Âu cũng chỉ là một trong những vấn đề mà ông Tập phải đối mặt trước đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 mà thôi. Vấn đề kinh tế cũng vậy, Kinh tế Trung Quốc luôn là cơ sở để Trung Quốc tạo ra sức ảnh hưởng lớn với thế giới và thực hiện tuyên truyền hợp pháp trong nước. Cách đây vài ngày, cựu thủ tướng Australia Kevin Rudd đã viết bài trên tờ Wall Street Journal nói rằng, triển vọng kinh tế Trung Quốc sẽ suy giảm bởi hàng loạt nhân tố. Lý do mà ông đưa ra bao gồm có ít nhất 10 doanh nghiệp phát triển bất động sản Trung Quốc vi phạm hợp đồng, sự kìm hãm của ông tập đối với ngành công nghệ ông Putin xâm lược Ukraine khiến giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt và khiến chuỗi cung ứng rơi vào bế tắc, cộng với sự phong tỏa quy mô lớn bởi chính sách Zero Covid. Theo tin tức mới nhất của Bloomberg, thâm hụt ngân sách trên diện rộng của Trung Quốc đã tăng gần 1.000 tỷ nhân dân tệ trong vòng 5 tháng đầu năm, trở thành mức độ tồi tệ nhất trong lịch sử. Nguyên nhân là do bùng phát COVID-19 và giảm thuế để kích thích nền kinh tế dẫn đến chi tiêu tăng vọt và thu nhập giảm. Từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, tổng thu nhập của chính phủ và thu nhập từ quỹ chính phủ đạt 10,9 nghìn tỷ nhân dân tệ, trong khi chi tiêu của chính phủ trong giai đoạn này lên đến 13,8 nghìn tỷ nhân dân tệ, thầm hụt ngân sách nhà nước là 2,9 nghìn tỷ nhân dân tệ. Đây quả thật là một con số không nhỏ chút nào. Cùng kỳ năm ngoái, đạt thẳng dư ngân sách ít, số liệu của năm nay so cao hơn mức thâm hụt của năm 2020 là 43%. Ông Rudd viết rằng, đối với nền kinh tế sản xuất, xuất khẩu và tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới mà nói, đây là một số tin tức đáng sợ. Những nhân tố này cộng lại đủ để khiến ông Tập Cận Bình không thể nào thực hiện được mục tiêu tăng trưởng 5,5% cho nền kinh tế Trung Quốc. Thậm chí mức tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay còn chậm hơn Mỹ. Ông rút nói, Đối với Tập Cận Bình mà nói, không đạt được mục tiêu kinh tế sẽ là thảm họa trong chính trị. Thế giới cho rằng ông Tập Cận Bình trong thời gian qua đã bắt đầu triển khai các biện pháp kiểm soát thiệt hại đối với nền kinh tế, bao gồm kích thích tài chính và tiền tệ cùng với chi tiêu cho cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy nhu cầu trong nước. Tại một cuộc họp gần đây của bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập còn nói rõ sẽ nới lỏng sự kìm hãm và kiểm soát đối với ngành công nghệ trong nước của Trung Quốc. Mà những biện pháp nới lỏng này đều là vì để đảm bảo ông có thể thuận lợi tài đắc cử, không một sai sót tại Đại hội Đảng lần thứ 20. Ông Tập có thể tiếp tục duy trì đỉnh cao Tập hay không? Sau khi Trung Quốc bỏ giới hạn nhiệm kỳ cho chức chủ tịch nước vào năm 2018, nhiều chuyên gia đã dự đoán rằng ông Tập Cận Bình rất có thể sẽ tiếp tục nhiệm kỳ thứ ba trong mùa thu năm nay. Trước đại hội Đảng lần thứ 20, những đấu đá và sự chia rẽ trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc một lần nữa được phơi bày. Thật ra, những cuộc đấu đá trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn diễn ra liên tục. Bởi bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc là đấu tranh và tranh giành, nhưng thường những xung quanh nội bộ sẽ trở nên gay gắt hơn vào những thời điểm nhạy cảm. Từ khi lên nắm quyền đến nay, ông Tập đã thực hiện chính sách đà hổ diệt xuôi và mượn đó để thành trừng những phe cánh của đối thủ chính trị. Điều này khiến ông bị cô lập trong nội bộ đảng vì đụng chạm đến lợi ích và quyền lực của nhiều quan chức và gia tộc của họ. Trước đại hội đảng lần thứ 20, những phe chống đối ông Tập rất khó có thể ngồi im để ông thuận lợi bước lên đỉnh cao một lần nữa. Tuy nhiên, các nhà quan sát nói rằng quyền lực của ông Tập Cận Bình sẽ không phải đối mặt với bất kỳ thách thức nào cả nhưng ông sẽ gặp phải sự tấn công ở một mức độ nhất định nào đó của các lãnh đạo cấp cao trong nội bộ đảng và buộc ông phải thỏa hiệp trong việc tuyển chọn nhân sự cho bàn lãnh đạo của nhiệm kỳ mới. Michael Cunningham, Quỹ Di sản cho biết, chỉ tiêu để quan sát mức độ quyền lực của ông Tập Cận Bình là ông ấy có thể đưa các phe cánh của mình vào các cơ quan trung ương chủ chốt hay không, chủ yếu là Bộ Chính trị và Ủy ban Thưởng vụ Bộ Chính trị, bởi vì quy định đến tuổi nghỉ hưu của các nhà lãnh đạo sẽ mang lại rất nhiều sự thay đổi về nhân sự, bao gồm 25 thành viên của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc và hơn 200 thành viên của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ đổi người. Theo ước tính của các học giả Trung Quốc, sẽ có khoảng một nửa số ủy viên Bộ Chính trị là người mới, và ít nhất 1 phần 3 số ủy viên Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng sẽ là người mới. Việc ông Tập có thể duy trì được đỉnh cao Tập hay không đã trở thành chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm của các chuyên gia trong giới chính trị. Rất nhiều chuyên gia bàn luận về đỉnh cao Tập, đỉnh cao Trung Quốc. Ý muốn nói rằng ông Tập Cận Bình cùng với nhà nước và đảng mà ông đại diện đạt đến đỉnh cao của sự ảnh hưởng và danh vọng. Người Trung Quốc luôn chú trọng quan điểm cực thịnh tất suy của người xưa, nghĩa là sau khi bước lên đỉnh cao tột cùng, bước tiếp theo sẽ là suy yếu và đi xuống. Tuy nhiên, hiện nay rất nhiều nhà bình luận và phân tích chính trị cho rằng khả năng ông Tập tái đắc cử tại đội 20 này là rất cao. Nhưng trong bối cảnh kinh tế suy thoái và xã hội nhiều bất ổn như hiện nay, ông Tập có thể tiếp tục duy trì được đỉnh cao của mình hay không lại là một vấn đề khác. Và đến đây, mục tin phân tích và bình luận của chúng tôi xin phép được tạm dừng. Quý vị hãy để lại bình luận của mình để giúp chúng tôi cải thiện chất lượng trong những bản tin tiếp theo. Mai Anh xin chào và hẹn gặp lại!